Thầy cầu chúc cho mọi người ở bên bển gặp sự an lành. Và cái số tiền này thì chú sẽ chạy được bao nhiêu ngày hả chú? Lâu lắm ạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Cũng như cô bác quý anh chị đã biết rằng á, những năm 90 á, thì xe lôi đạp hay là xe lôi kéo là một cái phương tiện khá là phổ biến. Tuy nhiên ở thời đại 4.0 như thế này thì xe cơ giới tràn lan. Vì đó mà những cô, những chú làm nghề đạp xe lôi kéo hoặc là xe lôi đạp cũng đã hết thời rồi. Và ngày hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ hình ảnh một người chú mà Bùi Hồ đã từng quay trước đây. Đó là chú Chất, gần 80 tuổi, đạp chiếc xe lôi đạp để mà mưu sinh hàng ngày. Ngay thì xe cơ giới tràn lan, thành thử là công việc của chú gần như là ít đi. Vì cuộc sống mưu sinh đã quen rồi nên là đỡ chuyển người khác, với cái tuổi già thì cũng rất là khó. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, để gửi lại một ít hiện kim cho chú trang trải những lúc khó khăn. Còn bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ đi một vòng Long Xuyên để mà gặp chú Chất ha. Đây chú Chất, đây cô bác quý anh chị. Bùi Hồ có hẹn với lại các anh em, cũng như có hẹn với chú Chất ngay tại Long Xuyên này. Và hình ảnh bắt gặp đó là một người chú đang ngồi nghỉ ngơi chờ khách trên một cái chiếc xe lôi đạp. Được anh. Dạ con chào chú. Con chào chú. Hôm trước á, anh em của tụi con có hẹn gặp chú á, để mà trao quà Tết của Mạnh Thường Quân cho chú. Thì lúc đó chú đi đâu? Đi thăm bà xã bị bệnh á. Dạ. Bà xã chú bệnh gì? Bệnh ruột. Bà bớt rồi. Áo khẩu trang ra chú. Bớt rồi. Dạ. Bớt rồi hả chú? À. Sao chú muốn khóc rồi? Đâu hả? Thôi nói tại vậy. Lần đầu tiên thì con được biết chú ở đây, cũng như là chú có thể giới thiệu chú tên gì, bao nhiêu tuổi, rồi gì dạ. Cho mấy anh em con biết luôn đó chú. Dạ. Tên Nguyễn Văn Chắc. Dạ. Chắc chắn đó. Chắc chắn. Dạ. 76 tuổi. Dạ. Hồi kỳ rồi 75. Ồ, gần 80 luôn rồi. Dạ. Chú sống bằng nghề xe lôi đạp này bao nhiêu năm rồi sống hả chú? Sống thì cũng nếu mà tính ra đó là hồi giải phóng tới giờ. Hồi là mới... năm 75 đến giờ. Hồi giải phóng về đó là mướn xe ông đa chạy. Dạ. Chạy rồi nó đòi bằng lái này kia nọ, không dám rồi thôi. Bây giờ anh em người ta cho thuê. Thuê rồi thời gian người ta mới thấy vậy bán rẻ cho mình. Cuộc sống thì cũng đã gần 40 năm rồi. Với cái hành nghề xe lôi này thì trong cái cuộc sống mỗi ngày mình có thể trang trải trong cuộc sống là nó đủ không chú? Nó cũng không đủ gì. Dạ. Coi như là thời điểm này khó kiếm tiền lắm. Dạ. Khó kiếm khách đi nữa. Có khi 1-2 ngày mới có người, 2 người đi. Dạ. Nó nhờ sáng đậu đây được có 20 ngàn bạc. Bình thường thì chú chạy xe lôi như thế này thì vợ con ở nhà làm cái công việc gì hả chú? Nó ngay rồi, cũng người ta mướn này mướn kia làm lặt vặt vậy đó. Dạ. Kiếm cơm ăn. Dạ. Rồi dạ. Chú chạy là mỗi ngày là chạy là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Coi như là sáng 7 giờ tới 11 giờ. Dạ. 11 giờ về đây quay lưu quen cái 4-5 giờ chiều đi. Đi rồi tới 9-10 giờ tối về. Dạ. Nhiêu đó hết năm. Hậu nói gì nói đi em. Rồi bây giờ chú về chưa? Chưa. Chạy hồi sáng giờ chạy hoài mà không được thôi. Điện cho cháu đó, rồi thấy lâu quá tính đi. Con hỏi là vợ của chú hết bệnh dạ, về chưa? Bớt rồi, 10 phần bớt được 8-9 rồi. Về nhà lại nhà chưa chú? Dạ. Về nhà lại chưa? Chưa. Còn nằm bệnh viện để mà người ta kiểm soát cái vết mổ á. Dạ. Vậy là ai nuôi vợ của chú? Có nhỏ con với bà già vợ đó. Còn chú phải chạy xe lôi như thế này kiếm tiền để mà gửi cho vợ dạ, chú. Dạ. Ôi trời. Rồi sáng giờ có chạy mở hàng gì chưa chú? Chạy được 20 ngàn đậu chỗ đó, đặng đợi cháu này nè, hai cô này bước qua. Dạ. Rồi đi xuống thế giới di động. Sáng giờ được 20 ngàn. Ừ. Chú ăn gì chưa? Nói ngay giờ nãy có người ta cho cái hộp bánh nước chai. Dạ. Nghe nói là chú thường lại xin cơm từ thiện ăn thôi. Tại vì ăn ở ngoài thì tốn tiền lắm đúng không chú? Đúng rồi, 4-50 ngàn. Mỗi ngày mà khi mà chú đạp như vậy thì chú phải tốn bao nhiêu tiền để mà
mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày? Ngày cũng không có gì, có khi có thì ăn, không có là thôi nhịn, có khi uống ly cà phê đá vậy thôi à. Ừ. Khi ăn xôi hay là bánh mì vậy thôi, ăn tạm. Có chú... khi nào mà cái sức khỏe của chú cảm thấy mà yếu á, khi đang chở khách trên tuyến đường á, mà chú thấy yếu quá mà mệt mỏi giữa chừng không? À, không, nhưng mà bây giờ cái bao tử nó làm như nó có cái triệu chứng gì á, nó làm như nó no hơi, no hơi rồi nó quặn cái hơi lên, cái mình ăn cơm làm như nó không biết ngon. Mà lúc đó mệt là chú cũng cố gắng để mà đưa khách đến nơi để mình lấy được cái đồng tiền hả chú? Dạ. Trời ơi, chú gần 80 tuổi rồi mà vẫn cố gắng lấy mồ hôi nước mắt mình ra để đổi lấy đồng tiền. Dạ. Hiện nay thì vợ của chú đang mang căn bệnh, đang nằm ở bệnh viện nữa. Chú nói là cuộc sống của mình bây giờ rất là khó khăn. Khó khăn như thế nào chú nói con nghe với. Khó khăn thì chẳng hạn như mình chạy khi có khi không vậy đó. Nó khổ vậy đó. Mình thì không có yêu cầu đầy đủ, nhưng mà nó tạm đỡ cho mình trong một ngày vậy đó. Tết vừa rồi thì vợ của chú nằm viện tốn bao nhiêu tiền và không đạp xe lôi? Là mình nhờ mình làm cái lá đơn. Dạ. Nhờ người ta địa phương người ta chứng đó. Dạ. Rồi cũng giảm vậy thôi mà không biết giảm bao nhiêu. Dạ. Coi coi làm sao. Có nghĩa là vừa rồi thì chú không ăn Tết ở nhà mà đúng chú. Trời ơi, mình lớn rồi ham vui gì nữa. Đấy, có nhiều sống nhiều. Dạ. Và chú phải cùng với vợ mình ăn Tết trong bệnh viện á. Dạ. Tại lúc gần ngay Tết á thì con và em Hồ nè thì có đi đến thành phố Long Xuyên này tìm chú. Dạ. Có gọi điện cho chú thì chú nói là hiện nay đang ở. Dạ. Hồi bố hôm qua kia có cái thằng cháu nào đó nó quay điện thoại thấy thấy có. Dạ. Dạ. Mỗi ngày thì chú phải nằm trên chiếc xe lôi chờ khách gì hay là mình chạy vòng vòng đi kiếm khách? À, có khi nằm chỗ hoài không được, chạy vòng vòng cho nó thoải mái chút xíu rồi cũng lại đây đậu. À. Đậu rồi nằm chờ. À. Chứ đậu chỗ hoài nó bực lắm. Tại rồi cũng cầu may mà. Dạ. À, vậy đó. Chú có thể chia sẻ cuộc sống lúc mà xe lôi còn thịnh hành thì chú ngày đạp bao nhiêu tiền, còn bây giờ thì ngày được bao nhiêu tiền? Bây giờ nói chung lại thời điểm này á, bây giờ coi như là khoảng chừng 100 ngàn trở lại rồi. Mà có khi không có nữa. Khi không có một cách luôn. Dạ. Khổ vậy đó. Nếu mà 100 ngàn thì trong cả một ngày đó là chú đạp nhiều không? Cũng nhiều lắm mà. Cũng tính ra cũng 9-10 cái số. Ôi rồi. Tính 10 cái số là ít đó. Có bao giờ là chú chở ba khách như là ba anh em tụi con không? Trên một cái chiếc xe này. Có khi khách sạn 3 người, 4 người có. Ngồi lên xe. 4 người luôn. Dạ, 4 người. Chú đạp chở được 4 người luôn hả? Chạy vòng vòng đây nè. Ở khi qua cầu, khi bên đây. À. Mà chú đạp nổi không? Nổi. Quen rồi, nói chung là quen rồi. Trời ơi. Đó. Nhưng mà ăn thua cái vỏ ruột nó cứng hay không vậy thôi à. Ừ. Tính hồi nãy giờ đi bơm nè. Và con thấy chiếc xe hiện nay thì cái dầm này nó đã... Dạ dạ, mục rồi đó mà nè. Chưa có tiền mua nổi. Mục luôn rồi. Mục dạ. Nè, mục và nước luôn nè. Thì cái độ an toàn con thấy là nó không được an dạ, toàn. Nhưng mà cái vỏ là chú giá đó kìa. Bây giờ mình kiếm cái dành này mua không có nè. Dành ống cống của Mỹ á, không có. Cái vành này có ngày xưa đúng không chú? Dạ. Vành này nó bền đúng không? Là cái ống cống của Mỹ đó. À. Hiện nay thì mục rồi, cái vành đã mục rồi. Dạ. Trời ơi. Có bao giờ mà chạy rồi hết tiền thay vành xe luôn không? Nói nghe mình chuyển chuyển chứ sao bây giờ? Lỡ chở đồ nặng cho nó chụm cái lật xe lên ngang. Khổ. Chiếc xe lôi là chắc là cái công cụ mưu sinh mà cũng là cái tài sản quý giá nhất của chú hả? Hiện nay thì với cái gương mặt á, khi mọi người xem qua cái màn hình ảnh á, thì mọi người nói chú cũng còn rất là trẻ. Dạ. Nói khi mà 80 tuổi là không ai tin đó. À, khi mà chú dở cái nón ra đi là đầu của chú đã bạc trắng hết. Tóc rồi. Bạc hết à. Tóc đã phai màu rồi. Chú có thể lột nón ra được không? Được nè. Nói vậy đó. Như vậy đó mới giống là ông cụ 80 tuổi đúng không? Mà đẹp trai lắm, chú đẹp trai. Chú đẹp trai quá. Cái nón của chú là lâu đời lắm rồi đó. Lâu. Cái nón này gắn bó với chú cũng mấy chục năm hả chú? Không có đâu, không tới đâu.
Hồi sáng giờ là chỉ ăn hộp bánh nướng thôi. Bánh nướng đầu đó, đó rồi cho thằng Hổng Đau ôm hộp, rồi tôi ôm hộp, rồi tay giờ tôi đậu bên đó đó hộp, rồi cổ bên đây cổ xẹt qua, cổ cho nói còn có một hộp duy nhất nè, rồi ăn ăn rồi mới lấy gửi thuốc uống, thuốc bao tử đó. Thật ra thì người dân ở đây thì cũng biết về chú cũng khá là nhiều rồi, cho nên mọi người cũng chung tay cũng giúp đỡ cho chú, cũng như có cái gì cũng cũng cho chú ăn đâu gì đó. Chứ nếu mà sáng giờ chú chạy 20.000 thì ăn chưa được. Như cái cô hồi nãy nè, tôi nhớ cái số điện thoại mà mãi hoài, cổ nói 12 giờ mấy rồi, cổ lại đây có cho 5kg gạo. Nhưng mà biết có hay không mình không biết, nhưng mà thôi mình đậu kệ, người ta tốt người ta cho. Nghe nói cho 5kg gạo mừng quá ha chú. Thiệt chứ. 5kg gạo là trong gia đình mình ăn được bao nhiêu ngày rồi chú? Chắc cũng 2-3 ngày rồi. Dạ. Miễn có gạo ăn được rồi. Dạ. Nước tương ăn cũng được, ăn chay luôn. Có bao giờ là ở nhà mà đạp xe không được mà mình chỉ ăn gạo nấu cua chan với nước tương không? Có chứ. Có. Nước tương ớt rồi đó dầm vô rồi, sống 3 ngày với mua chuối rồi đó, ăn dầm vô. Một ngày mà chú với cô á tốn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Cơm á hả? 20-30 ngàn ra. Mua 7 cá rồi rau cải gì kia rồi vô khỏi cổ rồi thôi. Yêu cầu đừng có đau, đau là khổ lắm. Đau thời điểm này khổ lắm. Bây giờ qua bệnh viện là tiền không đó. Bởi vậy đêm nào cũng cầu nguyện trời phạt không. Thời điểm này là đau là khổ lắm. Không có tiền dự trữ nha. Đó là nó hỏi tiền hoài. Nó hỏi tiền hoài đưa vô thì nó mới đưa thuốc uống với chích. Không có, nó hẹn hoài. Mà chú với cô có được sổ hộ nghèo không? Chưa có. Mới có. Nhà của mình là có cô với chú với ai? Hả? Cô với chú với lại mấy người con nữa. Con nữa hả? Sống qua ngày qua nhà thương trời, thấy nhiều cái muốn tu. Chú thấy muốn tu hả? Không nói thấy muốn tu rồi, bệnh nhiều cái kỳ lắm. Bệnh ngặt nghèo không à. Như là bữa hổm bác sĩ này ông coi giùm. Ông nói bị, tại vì ông nhắn nè. Ông hỏi đau không? Nói cũng hơi đau nhưng mà ông nói hình như là bị viêm bao tử. Đó, rồi ông cho được mấy cử thuốc uống. Có khi mình không tiền đó, mình ăn, mình chạy ráng và riết á. Ăn riết rồi mà mình ăn không có chất dinh dưỡng á, cơ thể mình nó ốm xuống. Mà con nói là khi mà chú ăn chay như vậy nè, chú xin cơm từ thiện đa số là cơm chay, thì mình có đủ cái sức khỏe để mình đạp, mình chở khách không? Cũng được, cũng một phần được 6-7. Chạy, nói ngay, nói chung là trời nuôi. Nói vậy đi, trời nuôi hay hơn. Chứ bây giờ mình không biết sao giờ. Cái tuổi nghỉ ngơi rồi, gần 80 tuổi đạp cho những người khách du lịch họ đáng cái tuổi con tuổi cháu của mình. Thì ngậm ngùi dữ hơn chú ha. Vậy là hôm qua chú chạy được nhiêu? Hôm qua chạy được 50. 50. Rồi sao xứ đủ sống? Thì ráng chứ sao giờ. Chứ bây giờ đâu có bừa kiếm thêm nữa được. Tại vì cái phần của mình vậy rồi. Nhưng mà cái ý của chú nguyện làm sao mà mình trung thành với bà con, chất phát, không có gạt dốc hay là cái gì đó, làm ăn cho nó chân chính, uy tín là trên hết. Bởi vì chú chạy xe không có đậu gần chung chơi với ai trên hồ biết đó. Thậm chí 10.000, có người nào tốt lắm cho 15.000, 20. Một km là bao nhiêu tiền? Hả? Km là bao nhiêu tiền? Cái đó nó không có tính như mình. Rồi tính cuốc đi rồi đó là nhiêu. Vậy là cuốc gần, cuốc xa. Dạ, hồi nãy cũng như hai người này bước xuống dưới điện thoại di động dưới đèn xanh đèn đỏ dưới hỏi nhiêu. Nói trời ơi, mấy cô trả như trả đi, có gì đâu. Nói không, chú nói đi. Nói thôi, bây giờ hai người đó 15 ngàn, xuống dưới đưa cho 20. Rồi. Có những cái cuốc gần nào mà hên may mắn mà được tiền nhiều không chú? Tiền nhiều rồi là nhiêu rồi. Cũng như là có những người ta thương chú mà ta cho mình nhiều. Cũng có nữa, nhưng mà ít khi lắm. Ít khi lắm. Mà cho nhiều nhất là cỡ bao nhiêu? Khoảng chừng 100 mà. Mà hiếm lắm.
Bây giờ chở ba anh em 500 triệu không? Đi tới Sài Gòn. Hả? Chưa cười. Nó chua dữ à. Chưa dữ. Sao chưa? Chừng cỡ nửa tháng à. Sao nửa tháng? Hay là chở về đến Châu Đốc? Châu Đốc thì không biết sao chứ cũng còn ráng ráng được. Chứ đây Sài Gòn gần 200 cây số rồi. Chú ở đây, Châu Đốc nhiêu cây? Năm mấy cây. Rồi chú ăn nhiêu tiền? Đây thì chắc cũng mệt lắm chứ không phải ấy đâu. Nhưng mà con thuê chú mà. thuê chứ cũng không. Bây giờ lúc này nó cũng hơi yếu. Con muốn hỏi chú là lúc mà chú còn sức khỏe còn sức khỏe thì được. Chú chạy một cuốc xa nhất là khoảng bao nhiêu km? Hồi lúc mà còn ấy đi xuống Thống Nốt á, chở đồ xuống dưới là 18-19 cây chạy được. Rồi đi lên tới Cái Dầu 35 cây, về 35 cây nữa là 70 cây. Là ăn bao nhiêu tiền? Đó chở đồ cho cửa hàng á, nệm á, nó trả vô trả 300-400 không chừng. Mà đi vận về là 70 cái số đó. Là đợt đó vừa trúng mánh mà vừa mệt đúng không? À, nói ngay mệt rồi mình nhớ tới đồng tiền nó hơi khỏe chút. Vừa mệt mà vừa vui ha chú. Hả? Vừa mệt mà vui ha. À. Nhớ tới đồng tiền thì nó khỏe. Rồi nếu mà đi xa mà trả bèo vậy là nhớ lại tới chua lắm. Trưa nắng nó gắt nữa. Có nhiều người kiếm đồng tiền thì rất là dễ, nhưng cái tuổi của cô chú rồi kiếm đồng tiền bây giờ thì nó khó khăn hơn. Nó vất vả hơn. Mà kiếm đồng tiền phải nói chua chát lắm. Thậm chí là đôi chân của chú nè, những cái ngón chân nè, cô bác anh chị đâu, nó phải dột lại vì cái bàn chân của chú nó đạp nhiều á, nên là nữ bàn chân chay nần hết à. Da thì nhăn hết rồi, bàn tay nữa nè. Ý tới cái yên xe của chú kìa, hiện giờ chú dán mấy cái băng keo lên. 40 năm trong nghề xe lôi thì chú đã thay bao nhiêu chiếc dép thắng này à chú? Hồi này cũng vừa lâu rồi, đợi chưa xuống dốc cầu cái mưa đó, mình kèm thêm vô nó để ngôi thắng này nó chạy tuột chết mau mòn lắm, đạp giết mòn cái thắng đó hết trơn à. Này dép này chú lượm dép cũ ta hay là mua lại? Dép cũ mua gắn cho nó phụ vô xuống dốc cầu mưa đó, thắng không ăn cái mình trắng đi vô. Nếu như mà người ta mua đấu giá chiếc xe lôi của chú để người ta làm kỷ niệm vì đó là một cái ký ức của người ta thì chú sẽ bán bao nhiêu? Chắc cũng không bán đâu. Để kỷ niệm mình chạy bọt quẹt sống qua ngày có tiền bán rồi cái rồi cũng hết à, khó kiếm luôn. Cái kỷ niệm này là người ta mua là sẽ mua với cái giá cao lắm. Cái giá cao á là cũng như là mua luôn đứt luôn cái nghề của chú đó, cho chú không còn chạy xe lôi nữa. Rồi người ta sẽ để chiếc xe lôi này để làm kỷ niệm. Nhưng mà tại vì cái nghề nghiệp mình muốn chạy để ở nhà nó buồn lắm. Vậy thì đó mình đi bán vé số cho khỏe nghỉ. Lại. Hả? Bán vé số cho khỏe lại. Trời ơi, vé số coi vậy khó ăn lắm. Thời điểm này khó ăn lắm. Sợ lỗ vốn đúng không? Lỗ vốn thì trốn luôn à. Lỗ vốn trốn luôn. Nhưng mà cái chiếc... Gì? Người ta trốn hoài đó. Nhưng mà ví dụ như người ta mua chiếc xe lôi này của chú là 50 triệu chú bán không? Cái đó mình chưa biết được. Để coi chắc coi bán à? Chưa biết được nữa. Coi mình nghèo giàu đối nó cũng nhờ nó. Nó cho ngay mình không có phụ nó. Chứ ở nhà nó buồn lắm. Dạ. Vậy suốt năm chú tháng không có nghỉ. Dạ. Mà đau sao chứ mình không biết chứ. Khỏe bình thường vậy chạy vui. Đây nè. Nghe nói tới điện thoại của Bắp nè, không có còn xài nữa mà không biết sao nè. Chứ bây giờ kêu mình mua cái này, mua đâu có biết xài cái này. Chừng nào tới đó thì tính đi chú ơi, chứ bây giờ mình không biết trước như thế nào đâu. Hôm qua hỏi điện thoại của Trung Quốc 300-400 luôn à. Mà người ta nói điện thoại Trung Quốc khó xài lắm. Nó cái gì nó cũng dễ xài hết á, nhưng mà mình xài quen thì nó cũng dễ à. Đây là cái điện thoại này bây giờ nè, hổng hổm rồi lỡ rớt xuống cái nó đứt cái bóng đèn bên đây này. Điện thoại chú bằng cái thùng luôn nè. Bây giờ tối hù. Hôm qua cháu điều điển tôi đâu có thấy, lại nghe chàng đèn dồn mới thấy tối hù à. Hôm qua là chú đạp đến mấy giờ? Hôm qua cũng 10 giờ. 10 giờ tối ha.
mà chú Chắc thì nói một cái câu mình nghe cả nhà thì thấy rất là chân thật luôn. Bởi vì mấy chục triệu đối với chú thì ăn trong vòng 5-3 ngày gì đó, hay là 10 bữa nữa tháng thì hết. Nhưng mà đối với cái nghề của chú và cộng với chiếc xe lôi của chú thì cũng đã gắn bó mấy chục năm nay, nó cũng đã nuôi đời sống chú và vợ con của chú mấy chục năm nay rồi. Cho nên những cái kỷ niệm và những cái ký ức lúc vui lúc buồn như thế nào thì chú cũng không có thể nỡ mà đưa cái xe lôi này đi được. Mình chú chia sẻ thì rất là chân thật luôn. Rồi bây giờ thì tâm sự trò chuyện với mấy anh em con rồi nãy tới chiều không có người khách nào thì chú cảm thấy buồn không? Cũng buồn chứ, chạy lo lắm. Thôi bây giờ nếu mà không có khách nào thì từ đây tới chiều ba anh em con ủng hộ là ngồi cho chú chở đi vòng vòng Long Xuyên này. Được. Được, được. Nếu mà có chạy đi lại bơm thêm chút xíu. Vậy là bây giờ chú có thể chở ba anh em con lại chợ con mua gạo được không? Được, mua gạo được. Thôi thật ra thì không ngồi đi chú, ngồi đi chở đây. Mình thấy cũng nói chung là đây là cái công việc của chú, nữ là mình thuê chú thì chú phải chở thôi, đó là công việc hàng ngày của chú. Nhưng mà thật ra tự nhiên bây giờ hơn 12 giờ trưa nắng sót lắm mà mình thấy chú mình không nỡ ngồi, mình người tốt ngồi hơn chú nữa, nên là nữ là chắc Út Đồng Tháp cũng có một muốn ủng hộ về gạo cho chú hay là như thế nào á, thì đi xíu nữa ha. Còn bây giờ thật là trời ở dưới cái nhiệt độ hơn 30 độ C này, ngồi thôi cũng thấy thở thôi cũng thấy mệt rồi. Đúng rồi. Mình là tuổi trẻ đó, còn chú, cái tuổi của chú lớn rồi. Còn nhiêu tiền cho con mượn coi coi, đủ tiền thối khách không? Ôi đâu có nhiêu đâu. Nè, tâm với 20 ngàn ngày sáng. Ngày sáng mà chạy được 20 ngàn rồi đem tiền thối theo được mấy chục ngàn nữa hả chú? nhiều sao mà em đếm rung quá vậy? Chạy luôn bây giờ. Trời ơi, hồ đếm tiền mà rung tay kìa cả nhà. Trời ơi, bằng tỷ nữa hả? 40, 60, 70, 80, 90, 100. 100 là mấy? 107 ngàn. 107 ngàn. Ủa chú nói là 20 mà sao tới 107 vậy? Cái này là tiền hồi hôm qua để dành, đặng mà coi có kẹt rồi mình lấy ra mình ăn cơm đỡ đi, rồi mình chạy kiếm thêm. Rồi mình thối luôn đúng không? Mình thối luôn đó. Hả chú? Hả? Với lại mình chuẩn bị. Có cuốc nào mà 5 ngàn không chú? Hả? Có cuốc nào 5 ngàn không? Không có đâu, dễ gì. Cuốc thấp nhất là 10 ngàn đúng không? 10 ngàn trở lên. Dạ. Bây giờ 5 ngàn thì đâu có ly trà đá ngay tại thành phố Long Xuyên thì nó cũng phồn qua lắm. Cà phê bây giờ cũng 14, 15 ngàn rồi. Dạ. Khổ vậy. Mà phải sáng thì phải uống cho nó tỉnh táo này kia nọ. Có thể là không ăn sáng nhưng mà phải uống cà phê. Yeah. Cái tuổi già của chú á nghiền cà phê rồi nên là nữa là phải làm một ly cà phê trước khi đi làm, đó là một cũng là một điều hiển nhiên thôi. Uống đó để mà mình tâm sự riêng bản thân của mình nữa, tự mình nói với bản thân của mình luôn, tâm sự gì nó nghe với. Cũng như hoàn cảnh này chứ, cái nỗi bị éo ra này chứ, khó khăn gì đó. Có bao giờ ngồi chợt buồn rồi chợt nhớ tuổi già lẻ loi không giống như người ta nè, ngồi rồi tự động nhìn rồi chảy nước mắt không? Đó là tâm sự thầm kín. Thì hôm nay là có mấy anh em con cùng mọi người nữa thì chú có thể thú lộ cái tâm sự của chú ra cho mọi người cùng biết đi. Thì đó là vậy đó, hoàn cảnh vậy đó, mình tại sao mà mình cùng chung với người ta mà tại vì cái số mạng của mình vậy mình phải chịu. Nhưng mà nguyện lương tâm của mình sao mà tốt, đừng gây ra cái tội ác gì hay là đừng có làm hại gì cho ai. Dạ. Đó rồi. Nếu như có một người nào đó muốn chú nghỉ cái công việc này vì thấy chú đáng thương quá, người ta sẵn sàng cho chú một số tiền lớn để mua cái công việc này của chú và giữ lại cái chiếc xe lôi này của chú làm kỷ niệm, thì chú có chấp nhận không? Thì cái chuyện đó mình tính sao đi chứ bây giờ. Nhưng mà gấp quá mình cũng không có biết được. Gấp quá suy nghĩ lại hả chú? Đột xuất quá không biết sao. 50 triệu thì cũng phải suy nghĩ lại. 50 triệu thì chắc ra thấy nó nhiều thiệt, nhưng mà thời điểm này khó lắm, khó để dành được lắm.
cái gì cũng chút nó mẻ luôn, cái thứ hồi mình kiếm chiếc xe là không có, nói là nó cũng trung thành với mình. Thật ra thì cái nghề là một cái công cụ mưu sinh, và thậm chí là cái nghề này đối với chú chắc nó còn là một cái kỷ niệm, những cái ký ức mà những ngày chú còn bôn ba thì chiếc xe này nó giống như là một cái chú ngựa đồng hành với lại chú vậy. Nên là nữ là cho dù mua bằng tiền bạc thì đối với chú nó không còn quan trọng bằng cái chiếc xe này. Thậm chí là chú nói ngày nào mà không đi đạp thì chú cũng buồn lắm. Không thể chứ buồn. Chú ngày nào chú không gặp những người bạn cùng hành nghề chung với mình á thì chú cũng cảm thấy nó không còn niềm vui nữa. Vì đối với chú được lao động là có niềm vui mà. Được lao động, được gặp gỡ những người bạn có niềm vui, được gặp những người khách, được tiếp nhiều người cũng là một cái niềm vui. Đó là niềm vui trong nghề, trong cái việc lao động của mình. Chú cũng không có muốn được rằng mình sẽ sống nhờ vào đồng tiền của một người nào khác mà để ở không, để mà ỷ lại, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Đó là một phần công việc. Không có ai mà tự nhiên đang còn sức khỏe mà muốn như vậy. Thậm chí là mình hiểu cái cảm xúc của chú. Chú ơi, ngày hôm nay thì con đến đây, anh Một Đồng của Úc Đồng Tháp đến đây để cùng với con gặp chú đây là lần hai, nhưng mà anh Một Đồng với lại Úc Đồng Tháp thì cũng đến lần đầu tiên. Gặp thì hai anh cũng rất là bùi ngùi xúc động và muốn tìm hiểu về một cái nghề mà trước đây nó rất là thịnh hành mà bây giờ nó trở ra nó bị gần như là bị lãng quên rồi. Mà đến thời điểm này chú vẫn còn với nó, vẫn còn gắn bó với nhau, coi như là một những cái thước phim mà chia sẻ sau này khoảng vài năm nữa ở thời đại 5.0 thì chứ không còn những chiếc xe cơ thồ như thế này nữa. Đúng không? Những thước phim này cũng là ý nghĩa để sau này con cháu còn nhớ được ngày xưa còn có cha chú đồ chạy những chiếc xe lôi như thế này. Nên thành thử là các anh em cũng có gỡ gắm như thế này nè. Trước đây thì Bùi Hồ cũng có hụt hẫng về một cái việc gì đó mà Bùi Hồ có lên livestream á, hay là chia sẻ những cái thước phim mà không cầm được nước mắt á. Thật ra thì rất là nhiều cô bác quý anh chị động viên rằng là nên cố gắng. Thì Bùi Hồ công việc nào cũng vậy, cũng có khó khăn, rất vất vả, nhưng mà kiếm đồng tiền được thì nó rất vui. Không có nghề nào nó sẽ tồn tại mãi mãi, và kể cả nghề những người làm YouTube như anh em tụi mình, nó cũng sẽ thay đổi, nó sẽ đến một cái thời kỳ lỗi thời. Cô bác quý anh chị biết là có thời buổi mà lúc mà Yahoo thịnh hành á thì không còn nữa, có thời điểm là lúc mà Nokia nó thịnh hành bây giờ nó cũng không còn nữa. Nên là nữ là quan trọng là cái cách của mình tiếp ứng với lại cái sự thay đổi chuyển biến của xã hội thôi. Và ngày nào cũng vậy, làm sao mà cho nó như chú vậy, cho nó tử tế. Chú nói là cho nó tử tế không làm mát là được rồi. Tiền có thể kiếm ít một chút xíu, nhưng mà sao mà nó không thẹn với lương tâm là được rồi. Đó là những cái thông điệp mà thông qua những cái hình ảnh của chú mà các anh em mình muốn chia sẻ. Cũng cảm ơn cô bác của chị đã đồng hành cùng với lại ba anh em rất là nhiều, đồng hành rất là nhiều những cái chặng đường. Cũng có các anh em cũng có khuyết điểm có, cũng có hạn chế có, và cũng có những lời chỉ trích có, những lời khen chê có, nhưng mà đó là động lực để các anh em trưởng thành hơn trong thời gian sắp tới. Để mai này rồi á, khi mà không còn làm YouTube, ra đường gặp nhau cũng còn tiếng chào nhau, vẫn còn lời thân thuộc thì nó vui rồi. Ngày hôm nay đến đây á, các anh em của tụi con á được gặp chú ở ngay tại cái phòng qua như thế này. Dạ, thì con thay mặt cho bạn Cẩm Thi lần trước ở Hàn Quốc, nhớ chú nhớ không? Dạ. Gửi cho chú 1 triệu đồng đó. Thì lần này bạn Cẩm Thi và cùng các người bạn gửi cho chú thêm 800.000 đồng. Cẩm Thi ở Hàn Quốc ha. Đây. Đây là phần quà của bạn Cẩm Thi ở Hàn Quốc mới gửi. Và tiếp theo á, là phần của cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho chú 100 USD tương ứng với 2.500.000 đồng. Và hôm nay là không, chú không cần đạp xe thì chú vẫn có hơn 3 triệu đồng để đem về nhà. Quý lắm rồi, quý lắm. Dạ, đây là 2.500.000 đồng, cắt cho kỹ cho chú. Cái này là đạp xe cũng hơi bị lâu á. Ơi cũng không có gì, cũng tôi cũng chưa có biết mấy cái cắt cho kỹ kỹ. Mấy người đó, nhưng mà cụ Hồ lại với hai anh em á cũng thay mặt dùm cho tôi nhắn gửi có lời cầu chúc cho mọi người ở bên bển gặp sự an lành. Thấy chú sao xưa nhận tiền mà chú xúc động hả chú? Là từ đó giờ là chú chưa có từng cầm số tiền lớn như vậy hả chú? Và cái số tiền này thì chú sẽ chạy được bao nhiêu ngày hả chú? Lâu lắm á. Số tiền này thì có thể là chú trang trải cho vợ chú đang ở trong bệnh viện được không chú? Được, chút ít được. Cho nên sự xúc động của chú đã làm chú rơi nước mắt. Sao chú khóc? Nhận tiền mà khóc gì?
ơi, thấy chú xúc động mà trên nước mắt anh em mình cũng rất là bùi ngùi luôn. Chú, áo cô đang ra đi nhận tiền sao khóc? Bởi vì lần đầu tiên chú cầm được cái số tiền nó thì là nó không được. Chú chắc sao chú khóc? Đâu có, tại thấy mọi người tốt quá đi mình chịu không được. Sao chú khóc nói con nghe? Không thì đó có nhiêu đó thôi đó. Đối với mọi người thì đôi khi có những cô bác anh chị có điều kiện thì ở cái tuổi già thì tuổi nghỉ hưu con cái làm ăn nên giàu sang thì cầm 1-2 tỷ là chuyện bình thường, nhưng đối với chú là 3 triệu này là cả gần vài tháng trời phải đạp xe vất vả lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà cái phía trước của chú á, so với 3 triệu này là vợ của chú đang nằm viện để mà kiếm tiền để mà mua cái hơi thở và cái cuộc sống của vợ mình nữa. Cho nên 3 triệu nó rất là quý với chú đến thời điểm hiện tại này. Nên chú khá là xúc động luôn. Giờ chú cũng nghẹn lời. Cũng cho gửi lời bà con bên ngoài nữa ha. Thay cho chuyển lời dùm. Tôi cũng không biết làm sao mà gặp. Cũng có đôi lời cầu chúc cho bên mệnh gặp nhiều may mắn, an lành trong cuộc sống của mọi người bên mệnh để mà làm công tác từ thiện. Cái bạn Thi á, thì chỉ có mới 20 mấy tuổi thôi. Bạn là người Cần Thơ và con biết chú thông qua bạn và bạn đang sống ở Hàn Quốc. Còn cô Julie Hoàng là cô ở Mỹ và cô gần bằng tuổi chú vậy. Dữ vậy đó hả? Dạ. Thôi thì bây giờ không khóc nữa. Chơi không khóc. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe là được rồi. Tụi con sẽ thường xuyên thăm chú nếu có cơ hội ha. Có gì mình điện thoại hỏi qua hỏi lại chúc mừng với nhau nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau. Chân thành cảm ơn bạn Thi ở Hàn Quốc và cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đó đồng hành với Bùi Hồ cũng như là tất cả các mạnh thường quân trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.